Thưa quý vị, tại tỉnh Long An của chúng ta, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ năm 2020 cho đến nay, việc tiêu thụ trái thanh long của bà con nông dân gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, giá cả liên tục xuống mức thấp làm cho người trồng bị thua lỗ nặng nề. Khó khăn trồng chất khó khăn khiến nhiều người đã lựa chọn cách chặt bỏ loại cây từng làm giàu cho mình để kiếm kế sinh nhai khác. Thật đau lòng khi nhìn thấy những vườn thanh long trơ trụi, bỏ không và bị người dân chặt bỏ đi như thế. Thông tin này sẽ mở đầu chuyên mục tin nóng ngày hôm nay của chúng tôi. Kính mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Ngày 8 tháng 11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An cho biết, tính đến hết quý 3 năm 2022, tổng diện tích thanh long trên địa bàn tỉnh là 10.068 ha, tập trung chủ yếu ở các huyện Châu Thành, Tân Trụ, Bến Lức và thành phố Tân An với sản lượng thu hoạch khoảng 190.000 tấn, giảm 55.000 tấn so với cùng kỳ. Trong đó, huyện Châu Thành chiếm tỷ lệ cao nhất với gần 9.200 ha. Đến thời điểm này, giá 10.000 đồng một kg, bà con nào bỏ chi phí nhà thì chỉ đủ hoàn vốn không có lãi. Do đó, hiện tại, nhiều người thiếu nợ ngân hàng vì thu hoạch không có lãi, vay để tái lại sản xuất, chi tiêu cuộc sống. Huyện Châu Thành đã tham mưu cấp trên và thực hiện nhiều giải pháp như vận động người dân chủ động giữ vườn, chăm sóc, tu bổ cây thanh long. Phối hợp với các đơn vị chuyên môn hướng dẫn người dân trồng mới, hướng dẫn quy trình kỹ thuật khử trùng, tiêu hủy mầm bệnh, hướng dẫn quy trình trồng mới theo hướng hữu cơ đạt các chuẩn gáp đồng thời tổ chức liên kết với doanh nghiệp để tạo chuỗi liên kết bền vững và xây dựng đăng ký mã vùng trồng để đáp ứng các điều kiện xuất khẩu